Vừa rồi chúng ta đã làm quen với nhóm công cụ làm biến dạng đối tượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen tiếp mà một cái cách làm biến dạng nữa ở trong Illustrator. Tuy nhiên không phải bằng công cụ như những cái công cụ này, mà chúng ta sẽ làm việc với lại cái công cụ Envelope Distort. Envelope Distort thì nó nằm ở trong menu Object, và chúng ta sẽ sổ danh sách ra, chọn tới lệnh Envelope Distort. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta ba cái phương pháp để làm biến dạng đối tượng, bao gồm là Make with Drop, Make with Mesh và Make with Top Object. Đầu tiên thì chúng ta làm việc với cái kiểu Make with Drop. Bấm vào cái lệnh này thì chúng ta sẽ được cung cấp một cái danh sách các cái mẫu, khuôn mẫu để làm biến dạng đối tượng. Nếu như bạn nào mà đã làm việc với lại Photoshop rồi thì chắc là sẽ thấy cái này tương đối là quen thuộc. Chúng ta đã gặp cái này nếu như mà làm việc với text ở bên Photoshop rồi, và bây giờ chúng ta lại gặp nó ở Illustrator. Thì các cái khuôn mẫu này thì nó cũng giống hệt như là được cung cấp cho biến dạng text ở trong Photoshop thôi. Chúng ta có một loạt danh sách các kiểu khuôn mẫu khác nhau. Sau khi mà chúng ta chọn một cái kiểu thì nó sẽ cho chúng ta view luôn là cái đối tượng đang được chọn này nó sẽ biến dạng như thế nào. Chúng ta có một số các cái tùy chọn như sau. Thứ nhất là danh sách các kiểu biến dạng. Thứ hai là các option cho các biến dạng đó. Ví dụ ở phía trên này chúng ta có hai kiểu. Đây là kiểu horizontal và kiểu vertical. Đấy, thì nó sẽ cho chúng ta các biến dạng theo các hướng khác nhau. Thế và cái bands này nó sẽ giúp chúng ta là hiệu chỉnh cái độ biến dạng nhiều hay ít. Nếu chúng ta kéo tiếp tục sang bên phía trái thì nó càng cong lên phía trên như thế này. Còn nếu chúng ta kéo sang các giá trị âm ở bên này thì nó lại cong võng xuống phía dưới. Phần distort cho chúng ta hai cái tùy chọn. Distortion cũng theo hai chiều horizontal và vertical. Hiện tại thì bao giờ nó cũng đặt cho chúng ta ở cái chế độ là chưa biến dạng là 0%. Tuy nhiên tùy thuộc vào chúng ta kéo sang đầu bên trái hay kéo sang đầu bên phải, chúng ta sẽ có các biến dạng về đầu trái hay đầu phải tương ứng. Có nghĩa là nếu mà tôi kéo con chuột này sang phía bên trái thì cái cạnh trái của cái đối tượng đang được chọn nó sẽ được làm lớn lên. Tất nhiên là nó có cái độ tương quan với là cạnh bên phải. Cạnh bên trái làm lớn lên bao nhiêu thì cạnh bên phải sẽ bị thu nhỏ lại bấy nhiêu. Hơi có hơi hướng của cái kiểu biến dạng perspective. Đó, đầu này biến dạng thế nào thì đầu kia sẽ có cái sự thu lại tương ứng. Nếu mà tôi kéo sang bên phía cạnh phải thì cạnh phải lại xòe rộng ra và cạnh trái lại thon lại. Tương tự như thế thì với cái con trượt ở cái trường vertical, thì khi mà tôi kéo cái con trượt sang bên phía trái thì nó làm xòe đầu và thóp đáy. Và ngược lại, nếu mà tôi kéo sang bên phía phải thì nó lại thu thóp đầu và xòe rộng cái đáy ra. Thì bằng cách như thế này thì chúng ta có thể làm biến dạng các cái đối tượng ở trong Illustrator bằng cách là sổ danh sách ra, chọn lấy một kiểu biến dạng, sau đó thì chúng ta gia giảm các tham số ở trong hộp thoại này. Khi nào mà các bạn cảm thấy hài lòng rồi, nhấp OK để chấp nhận cái sự biến dạng đó. Nhưng ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái sự khác biệt so với lại cái công cụ khi mà chúng ta làm ở trên đối tượng. Công cụ biến dạng là biến dạng luôn. Đấy, và biến dạng lần nhấp chuột nào, lần kéo di dịch nào là nó tác động luôn ngay và không có hồi tố, trừ cái trường hợp là chúng ta nhấn phím Ctrl Z để undo. Tuy nhiên khi mà tôi chọn vào một cái đối tượng mà được biến dạng bằng envelope thì các bạn sẽ thấy có cái sự khác biệt. Khi tôi bấm vào đây thì ngoài cái hình dạng cơ bản mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên màn hình thì nó còn xuất hiện thêm các cái viền xanh và các cái vạch xanh ở đây. Nó thông báo cho chúng ta là đây là một cái khuôn đang được áp cho đối tượng. Các bạn để ý ở phía trên thanh option, tôi có chọn đối tượng này thì nó thông báo cho tôi là envelope wrap, và tôi có thể chuyển đổi sang các kiểu khác. Tức là làm rồi nhưng vẫn chỉnh được. Đấy.
tôi có thể là gia giảm các tham số ở các trường này. Đây, các bạn cũng thấy đầy đủ các tham số horizontal, vertical, còn trượt bend, distort theo các cái chiều là h và gì đây, v, horizontal và vertical. Đấy, các bạn có thể gia giảm thay đổi các tham số ở đây. Mà thay đổi cái thì nó cập nhật ngay vào trong cái đối tượng của chúng ta. Có nghĩa là làm rồi nhưng vẫn chỉnh được. Và trong cái trường hợp mà tôi không muốn áp dụng những cái này nữa, đó, thì không có cái tùy chọn gì đây ạ, năm ở đây giống như là bên Photoshop, mà chúng ta cần phải vào đúng cái chỗ mà đã tạo ra cái sự biến dạng này. Làm ở đâu thì tháo ở đó. Đây các bạn quan sát, vào trong object, trong object này chúng ta lại vào envelope distort. Trong này chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn như sau. Thứ nhất là các bạn có lệnh release. Với lệnh release này thì nó sẽ tháo cái đối tượng ra khỏi cái khuôn mẫu biến dạng. Và lúc này chúng ta sẽ thấy đối tượng của chúng ta lại được trả về nguyên vẹn như lúc ban đầu, không hề suy chuyển gì cả. Và cái khuôn mẫu biến dạng được tháo ra, nó sẽ có hình dạng mà các bạn vừa nhìn thấy vừa nãy. Không cần cái khuôn này nữa, delete xóa nó đi. Và các bạn lại có cái hình gốc như ban đầu, không sức mẻ mảy may. Cái này nó rất khác với công cụ. Công cụ là làm cho biến đổi thật nhé, biến đổi thật và không hồi tố được. Thằng này hồi tố được, có thể tháo gỡ được ra. Và trường hợp thứ hai thì như thế nào? Trường hợp thứ hai thì như thế này, các bạn quan sát. Đây, ví dụ làm xong. Ok, bây giờ tôi lại vào object, vào envelope distort. Nếu mà không dùng release này thì các bạn sẽ có thêm một cái lệnh nữa gọi là lệnh expand. Chọn expand thì nó sẽ biến luôn cái đối tượng mà vừa được áp dụng khuôn mẫu này thành một đối tượng có hình dạng như thế luôn. Đây các bạn thấy rất khác nhá. Tôi bấm vào đây không còn các cái vạch xanh xanh ở trên cái đối tượng nữa. Có nghĩa là cái này không còn là một đối tượng đang nằm ở trong envelope, mà nó là một đối tượng có hình dạng như thế này. Nghĩa là chấp nhận luôn cái sự biến dạng. Cái này thì lúc này thì nó sẽ giống như là cái đối tượng mà chúng ta sử dụng bằng công cụ chúng ta chỉnh. Có nghĩa là nó chấp nhận luôn hình dạng mới luôn và không hồi tố được. Đấy. Thế trường hợp tiếp theo chúng ta lại giới thiệu về cái envelope. Envelope thì kiểu đầu tiên của chúng ta là make with wrap, là nó cung cấp cho chúng ta các khuôn. Đấy, còn trường hợp thứ hai là make with mesh thì nó cung cấp cho chúng ta môi trường để chúng ta tự làm biến dạng theo ý mình. Đấy, thao tác lúc này thì chúng ta sẽ chọn lệnh thứ hai là make with mesh. Bấm vào đây, nó sẽ mở ra cho chúng ta một hộp thoại. Ở đây cái phần mesh này nó cho chúng ta hai trường là row và column. Hiện tại nó đang để mặc định cho chúng ta là 4 và 4. Chúng ta bấm vào preview, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy một hệ lưới được cung cấp phủ lên trên cái đối tượng như thế này. Các bạn có thể gia giảm cái lưới này theo ý mình, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi cho 22 thôi. Đấy. Ok đi. Chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hình này được phủ thêm một số các mắt lưới. Và bằng cách là bấm vào các cái lưới này, tôi có thể lôi và làm biến dạng cái envelope này đi. Thế còn cái này thì đúng như là chúng ta điều chỉnh các path thôi. Bấm vào điểm điều khiển chính nhá, rồi là kéo các tay đòn phụ nhá, kéo đến đâu làm cho cái lưới của chúng ta biến đổi đến đó. Và lưới biến đổi đến đâu thì nó sẽ kéo cái đối tượng được phủ ở trong lưới biến đổi theo. Cái này không có khuôn dạng cho sẵn, mà do chính tay chúng ta sẽ là người làm cho cái hệ lưới này biến dạng. Và thông qua cái lưới này biến dạng đến đâu thì nó sẽ ép cái đối tượng được phủ lưới biến dạng theo tới đó. Và tương tự như là cái trường hợp vừa rồi, các bạn có thể làm sao đây ạ? Vào object, vào envelope distort, đó, release thì tháo rỡ ra. Và đây cái lưới mà chúng ta vừa tự tay điều chỉnh thì nó sẽ làm sao đây ạ? Nó sẽ được tháo rời ra, đối tượng của chúng ta vẫn nguyên vẹn như cũ. Đấy, còn trường hợp mà chúng ta điều chỉnh xong mà chúng ta ưng cái hình đó
thì các bạn có thể làm sao ạ? Biến đổi thành cái hình đó luôn. Đây, ví dụ Object Envelope Distort Expand. Xong thì chúng ta sẽ có hình mới giống như là cái thao tác điều chỉnh vừa rồi của chúng ta. Thế còn cái trường hợp thứ ba mới là cái mà nó tương đối là đặc biệt. Đây, trường hợp thứ ba, chúng ta có một cái thứ gọi là Make Window Object. Thế nhưng ở đây thì chúng ta lại không có cái gì gọi là object khác ở đây, đúng không? Bây giờ hiện tại chúng ta có duy nhất một thứ thôi. Bây giờ chúng ta vẽ ra thử một cái nhé. Đây, tôi vẽ thử ra một cái hình. Ví dụ này, bây giờ tôi mới để hai cái thằng này chồng vào nhau, một thằng nằm dưới, một thằng nằm trên, chọn cả hai cái nhé. Đấy, chọn cả hai. Sau đó chúng ta vào trong menu Object, vào Envelope Distort, chúng ta chọn Make Window Object, tức là trong trường hợp này nó sẽ chọn cái thằng mà nằm trên cùng làm khuôn mẫu. Ok, nhấp chọn lệnh thì chúng ta sẽ thấy là cái đối tượng của chúng ta nó bị biến dạng theo cái hình mà chúng ta vừa vẽ ở phía trên. Đây. Bây giờ nếu mà tôi tháo ra này, Object này, Envelope Distort này, Release này, đây thì các bạn sẽ lại thấy cái đối tượng của chúng ta vẫn còn nguyên đó, và nó tháo dỡ cái đối tượng mà chúng ta vừa dùng làm cái khuôn mẫu biến dạng. Cái này thì làm được cho cái gì? Ví dụ làm biến dạng một hình vector chúng ta vừa vẽ, ok, được rồi, là biến đổi được rồi, đúng không? Bây giờ tôi thử xem các cái trường hợp khác, tại vì chúng ta làm việc ở đây là làm việc với mấy thứ, đúng không? Một là chúng ta có thể làm việc với các hình vector mà chúng ta tạo ra, hai là chúng ta có thể làm việc với ảnh, ba là chúng ta làm việc với text. Thì xem là cái này nó áp dụng cho những cái gì nhé. Ví dụ tôi làm việc với một cái text, đây tôi lại đọc vào đây, khuôn mẫu vào đây, thằng này phải đưa lên trên cùng, Control Shift đóng ngoặc vuông, nó phải nằm trên cùng nó mới làm được cái khuôn đó. Object này, Envelope Distort này, Make Window Object, đây biến đổi như thế, có nghĩa là text làm được, đúng không? Text có thể làm biến đổi được. Tháo ra xem có còn nguyên vẹn không nhá. Release. Đây, khuôn mẫu tháo ra. Text vẫn là text. Có bôi đen chỉnh sửa được không? Vẫn bôi đen chỉnh sửa được. Đó. Hay làm thử một ví dụ khác. Bây giờ ok, bây giờ tôi có một đống text như này. Chúng ta vẽ thử một hình khác nhé, xem là cái này nó sẽ biến đổi thế nào. Text được đúng không? Hình vector được. Bây giờ chúng ta xem tiếp sang trường hợp nữa. Tôi nhập thử một cái ảnh xem nó thế nào nhé. Xem nó có biến đổi được không. Place. Bây giờ chúng ta tìm một cái ảnh.
không được. Đấy. Trường hợp này thì các bạn thấy là các cái khuôn mẫu này làm biến dạng bằng envelope thì chỉ chấp nhận cho chúng ta làm việc với hai thứ thôi, đấy là các hình vector và các cái text. Còn ảnh thì trong trường hợp này là chúng ta không làm được, không làm biến dạng được. Ok, như vậy là chúng ta đã biết thêm một cái cách nữa, đó là biến dạng các đối tượng ở trong Illustrator bằng cách là sử dụng các cái khuôn mẫu mà chúng ta gọi là envelope. Và cái điểm khác biệt là gì? Nó có hai cách xử lý. Một là đã sử dụng cái khuôn mẫu rồi thì chúng ta vẫn có quyền là chỉnh sửa tiếp tục trên cái khuôn mẫu đó. Thứ hai là chúng ta có hai option lựa chọn, một là tháo dỡ và trả cái đối tượng của chúng ta về nguyên mẫu lúc đầu, còn trường hợp thứ hai là chúng ta chấp nhận là cho nó biến dạng thành đối tượng mới. Đấy, bằng lệnh expand thì nó sẽ không còn chịu tác động của cái khuôn nữa, nhưng mà cái hình của chúng ta sẽ mang dáng dấp mới sau khi chúng ta chỉnh. Đấy, còn nếu không thích là chúng ta có thể tháo dỡ ra và hồi tố trả nó về cái nguyên mẫu ban đầu. Thế đấy là cái phương pháp biến đổi của đối tượng, biến đổi đối tượng bằng envelope trong Illustrator.